Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Đây là con máy in đen trắng một mặt của hãng HP, model là HP Laser ZP1102. Cái máy này là của một khách hàng mang qua nhờ mình kiểm tra sửa dùm với một cái lỗi. Bây giờ mình sẽ in test thử cho các bạn xem lỗi gì nhé. Mình sẽ đóng mở nắp 5 lần này. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn để ý ngay tiếng kêu của nó nhé. À chưa, xin lỗi các bạn, mình chưa bật nguồn các bạn này. Các bạn nghe tiếng kêu nhé. Rồi đó, đó cái tiếng kêu của máy đó, lỗi đấy các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn xem này. Mình sẽ đóng mở nắp 5 lần để in ra cái file in test thử của máy này. 1, 2, 3, 4, 5. Các bạn nghe tiếng kêu và các bạn để ý giấy nó chạy ra nhé. Nó sẽ có dấu hiệu nó bị khựng lại. Khi nó phát ra tiếng kêu là giấy nó bị khựng lại. Nói chung là nó chạy rất là nhanh, các bạn cảm nhận là chính thôi. Cái máy này quấn một lúc hai tờ các bạn này, cái phần tách giấy nó bị kém thôi, cái đó không sao cả. Bản in ra thì nó có chữ, nhưng mà chạy thì nó tiếng kêu nó khựng. Và đôi khi thỉnh thoảng in ấy, là nó sẽ bị dồn chữ lại các bạn. Vì khi nó khựng một cái là giấy nó dừng lại ấy, là nó bị dồn chữ lại. Và cái nữa là cái bản in ra nó bị sống mực các bạn. Chỗ sống, chỗ không, có chỗ thì sống mực, có chỗ thì không sống mực. Đó, như chỗ này là sống mực các bạn này, cái phần này là phần bao nhựa bị rách rồi này. Mình đã có nhiều video hướng dẫn về cái vấn đề này. Đó là cái chỗ mà khi mà các bạn tay chùi ra mực ấy, mất chữ ấy, là cái bao nhựa nó bị rách đấy các bạn. Và cái lỗi này khách hàng mang qua đây thì chung là mình bật máy lên là mình cảm nhận được liền thôi. Cái tiếng kêu nó phát ra từ bộ sấy, khả năng cái bộ sấy này có vấn đề rồi. Cái nhông hoặc cái gì đó nó có vấn đề. Và cái thứ hai nữa là bao nhựa đảm bảo với các bạn là bị rách. Và mình đã báo giá bao bệnh chọn gói khách hàng rồi. Vậy nên bây giờ việc của mình là tháo ra kiểm tra, hư cái gì sửa cái đó thôi. Và nên bây giờ mình mời các bạn cùng với mình sẽ tháo con máy này ra, kiểm tra xem nguyên nhân, lỗi do đâu mà nó phát ra tiếng kêu gừ 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 như vậy. Và cộng với cái việc mà in ra bị sóng mực các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình gắn điện thoại lên cái giá cái. Rồi, xong. Rồi, bây giờ bắt tay vào công việc. Tháo máy ra kiểm tra và sửa chữa. Các bạn nào xem video thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy in Vũ Gia các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ để tháo máy ra thì các bạn làm như sau. Các bạn mở cho mình hai con ốc hai bên này để tháo cái bộ vỏ ra. Đầu tiên thì các bạn lại cho mình cái nắp trước này ra trước đã. Theo đúng cái tự đầu tiên các bạn nhé. Đầu tiên các bạn lại cho mình cái nắp đằng trước này ra. Bằng cách các bạn lật cái máy lên. Các bạn dùng tô vít diệt, các bạn lại cho mình ra cái đầu hai bên này. Đó, các bạn lại lên này. Đó. Lại lên. Rồi, bật cái máy trở lại. Mở nắp lên. Các bạn nhấc hai cái nắp này ra. Đó, như vậy. Là các bạn nhấc được cái nắp đằng trước này ra. Tiếp theo, các bạn mở cho mình hai con ốc hai bên này. Để các bạn mở hai cái nắp bên hông này ra đó. Rồi. Việc bây giờ là mình cạy, dùng tô vít mình cạy cái nắp này ra. Rồi tay nó há ra, tay mình giữ lấy. Các bạn mở nắp này lên. Chỗ này nó có cái tai cài của bạn này, các bạn lại lên. Đó. Rồi. Phía dưới này cũng vậy. Phía dưới này có cái chỗ để lại các bạn này, các bạn lại ra. Xong các bạn nhấc cái nắp ra. Tiếp theo, cái bên này. Các bạn lại cho mình cái vị trí này các bạn lại ra. Nó vừa há ra các bạn tay các bạn giữ đấy. Tiếp theo, tới cái phần đằng trước này, các bạn lưu ý phần đằng trước này này. Các bạn phải lại cho mình cái miếng này lên này, đó lại lên này. Các bạn thấy chưa? Phải lại cái miếng này lên. Sau đó chỗ này có cái tai này, các bạn lại cái tai. Nó mới ra các bạn nhé. Các bạn mà không lại cái miếng này lên, các bạn cạy tai này nó gãy cái ngà chỗ này này. Rồi tiếp theo các bạn nhấc lên, các bạn cạy phía dưới này, lấy ra thôi, rồi ấn cái này xuống, chứ không rớt mấy cái đèn chỗ này. Còn ốc này không bắt. Rồi, kệ đi, không quan trọng. Các bạn mở cho mình con ốc này tiếp tục mở ốc này. Để mình chỉnh cái máy quay sát xuống một xíu các bạn nhé.
Rồi. Các bạn mở cho mình cái nắp sắt này ra bằng cách các bạn tay các bạn nãy cái này ra một xíu này, rồi các bạn bày cái dưới này lên này, bày lên này. Ở đây cũng vậy, các bạn nãy ra một xíu này, rồi các bạn bày dưới này lên này. Các bạn nhấc ra ngoài cho mình. Đó, tới cái phần các bạn mở nắp này. Các bạn mở nắp này lên, các bạn cạy cái chốt cài ra cho mình. Đó, cái chốt màu đen này này, các bạn cạy ra. Rồi các bạn nhấc ra thôi. Đây, cái vấn đề mình kiểm tra là chỗ này đấy các bạn. Nó phát ra tiếng kêu là từ đây đây. Các bạn thấy này, nó rớt ra ngoài những cái bột màu đen đen này này. Các bạn thấy không? À cái bột màu vàng vàng đây này. Đó. Rồi, đấy là mình chỉ các bạn sơ sơ thôi. Rồi, bây giờ tiếp tục. Nó rớt cả xuống đây các bạn này, nó rớt cả xuống đây này. Rồi, bây giờ mình sẽ mở hẳn cái bộ sấy ra để mình kiểm tra cho chính xác các bạn nhé. Rồi, mình phải tháo cái bo này ra. Để tháo được bộ sấy, bắt buộc phải tháo cái bo này ra. Rồi, rút cho mình mấy cái đầu rắc thế này ra. Nhìn chung là mình chưa biết chắc chắn là nó ở bị cái bộ phận nào, nhưng mà mình biết cho một điều rằng nó liên quan đến vấn đề nhông và bộ sấy thôi. Thế nên là mình sẽ tập trung, mình sẽ tháo ra và kiểm tra bộ phận đó các bạn. Rồi, tháo cho mình cái bệ nhựa chỗ này ra. Nãy cái chốt này, rồi nhấc cái bộ nhựa ra thôi. Đó. Rồi các bạn tháo cái dây này ra. Rồi. Mở cho mình ba con ốc, một con, hai con và ba con. Mở ra. Rồi, con ốc rớt xuống. Các bạn chú ý nhé, nếu các bạn nỡ làm rớt ốc xuống trong cái phần bộ cơ này, bắt buộc các bạn phải tìm bằng được ngay cho mình, chứ các bạn không được để đó nhé. Các bạn cắm điện rồi nó quay nó quất một phát là bể hết tùm lum đó. Vậy nên ốc rớt xuống các bạn phải tìm được con ốc cho mình. Không thấy thì phải tháo bộ cơ ra tìm các bạn nha. Chứ tuyệt đối mà không tìm thấy ốc mà cứ vẫn cố tình để mà ráp vô là có chuyện đấy nha. Ngày trước là mình mới vào nghề là mình cũng dính rồi. Lúc nó rớt vào xong mình không có để ý, mình không biết là nó rớt. Thì sau cắm điện rồi nó quất nó quay cho bể hết những cái nhông tùm lum trong đó. Rồi. Cái phần nhông này trước tiên giờ bằng mắt mình kiểm tra cái nhông này trước xem cái nhông này có bị bể gì không các bạn. Các bạn có thể xoay cái nhông này. Các bạn kiểm tra xem các cái bánh răng thế này này. Các bạn kiểm tra xem là có cái các bạn xoay ngược chiều thì nó chắc có tiếng kêu vậy đó, không sao đâu. Nó không phải hư gì đâu. Các bạn kiểm tra thử dùng mình xem là các cái bánh răng này nó có bị bể, có bị thiếu cái bánh răng nào không. Vì khi nó bị thiếu cái bánh răng nó bị bể hay gì đó là nó cũng gây ra tiếng kêu các bạn nhé. Rồi, tiếp theo mình xoay cái motor này. Xoay cái motor này mình kiểm tra cái nhông này xem. Cái nhông này nó có bị bể gì không? Xem nó có đều nhông không nữa các bạn. Rồi. Các bạn thấy nó không có vấn đề gì, ok, bỏ qua bên. Mình chỉ kiểm tra tới phần này thôi. Tiếp theo, các bạn kiểm tra tới phần này cho mình. Các bạn kiểm tra cái nhông này. Xem nó có bị bể cái bánh răng nào không? Các bạn xoay thử xem nó có đều hay không. Rồi, tiếp theo các bạn kiểm tra tới cái nhông này cho mình. Đây là nhông sấy. Nhông này bắt vào trục ép của sấy xem cái nhông này có bị bể gì không, có bị mòn quá hay không. Đó. Như mình thấy thì cái nhông này bình thường các bạn nhé, không có bị bể gì hết này. Cái nhông này là mình thấy bình thường này. Không bị bể này. Đó, các bạn thấy không? Cái nhông này thấy bình thường nhá. Không bị bể một cái nhông nào cả. Rồi bây giờ mình sẽ tháo cái nắp này ra để mình kiểm tra bên trong của bộ sấy. Cái ốc này là vặn sai rồi các bạn nhé. Không biết trước đó là ai sửa cái máy này thì vặn ốc sai rồi này. Cái ốc này là ốc dùng để bắt nhựa chứ không phải ốc bắt sắt các bạn nhé. Các bạn cứ bắt sai kiểu đó là bể hết ren này nọ đó. Mình làm nghề cố gắng mình làm cho đúng, mấy cái ốc này bây giờ nó không có hiếm gì đâu. Ốc này giờ đầy. Và nên các bạn bắt vô các bạn chú ý bắt cho đúng ốc chứ đừng bắt tầm bậy tầm bạ.
Thứ nhất là nó làm cho trở mình trở lên là kỹ thuật không có chuyên, không có chuyên nghiệp. Cái thứ hai nữa là nó cũng không có đúng và nó phá hỏng gen. Đó. Ốc này ốc sai các bạn nhé, không nên bắt rồi. Cảm giác bình thường như mình xoay vậy các bạn này. Mình cảm giác mình xoay bình thường như vậy, mình thấy là nó rất là bình thường các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tháo ra mình kiểm tra cái bạc này, cái bạc hai bên này ấy, thì bằng mắt thường của mình nhìn á thì nó cũng có mòn rồi đó. Nhưng mình thấy nó mòn cũng không đáng kể. Mình cảm giác mình thấy nó mòn không đáng kể các bạn ạ. Để mình tháo hẳn ra đằng nào, vì đằng nào mình cũng phải thay cái bao lụa này, mình sẽ tháo hẳn ra các bạn nhé. Để mình kiểm tháo hẳn cái bạc ra ngoài cho các bạn xem như thế nào là bạc còn tốt và như thế nào là bạc phải thay. Vì cái bạc nó mòn quá ấy, là nó dẫn đến cái việc mà nó tiếp xúc nó bị lệch cái nhông một chút đấy các bạn, là có thể nó gây ra tình trạng bắt nhông không tốt ấy, là nó cũng gây ra tiếng kêu. Nhưng mà cái bạc này thì mình thấy cũng chưa phải là đến nỗi phải mà quá. Đây các bạn, mình nhấc cái trục ép ra nhé. Đó, nhấc trục ép ra này. Đây cái bạc ở đây, một bên bạc này. Cái bạc này thì nó có mòn rồi đấy các bạn. Nhưng mình nói thật với các bạn nhé, nó mòn như vậy thì nó cũng không thể là gây ra tiếng kêu đâu các bạn. Mình khẳng định các bạn luôn, nó mòn nhiêu đây chưa ăn nhầm gì cả. Thực ra cái bạc như vậy là còn tương đối tốt, còn tương đối tốt các bạn nhé. Mình khẳng định với các bạn. Đây này các bạn, để ý cái vành của nó đây này. Đấy, cái vành nó đều đây này các bạn thấy không. Các bạn để ý cái vành này, cái vành của nó đây này, cái phần trên này độ dày này, các bạn có căn thấy cái độ dày của cái từ trên này này. Đó, xuống này các bạn cảm giác nó có mòn một chút nhưng mà nó không đáng bao nhiêu cả, không đáng kể các bạn nhé. Vậy nên cái này bạc này còn tốt, mình khẳng định cái bạc này còn tốt. Rồi tới cái bạc bên này. Bạc bên này cũng vậy thôi các bạn này. Đó, mình căn theo cái độ dày ở phía phần trên này, vì phần trên này nó sẽ không tiếp xúc nên là nó sẽ còn như mới. Phần dưới này sẽ bị tiếp xúc, nó quay, cái trục nó quay thì xin lỗi các bạn, cứ đưa tay đâu. Đây, cái phần trên này thì nó còn dày dặn này. Thì phần trên này là cái phần nguyên vẹn, nó không có bị tiếp xúc gì hết, nó không bao giờ nó hao mòn. Và nên mình nhìn cái phần trên này, nó thấy nó đầy đặn. Phần dưới này thì nó sẽ phần tiếp xúc và nó quay cái trục ép, thì nó sẽ bị hao mòn. Nhưng mà các bạn thấy không, nó quay nhưng mà nó có mòn bao nhiêu đâu. Cái bạc này còn tốt. Hai cái bạc này còn rất là tốt. Rồi, mình sẽ gắn trở lại. Chết rồi, mình gắn lộn rồi. Cái bạc này quay ra ngoài các bạn, cái chiều nó quay ra ngoài. Đó, cái chiều này quay ra ngoài này. Đó, hai cái đầu này nó gắn như vậy mới đúng này. Rồi, ok. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Cái bao lụa thì nó không gây ra tiếng kêu đó rồi. Chắc chắn một điều với các bạn rằng là cái bao lụa thì nó không thể gây ra tiếng kêu đó rồi. Bao lụa và cái xương sấy thì không thể gây tiếng kêu được. Cái bao lụa này nó bị hỏng rồi các bạn. Cái bao lụa này nó bị hỏng rồi, nó không bị rách nhưng mà nó kiểu nó bị dính keo á. Dính keo nó bám vào bao lụa này, nó gây ra cái vấn đề là bao lụa nó bị hỏng rồi. Cái bao lụa nó bắt buộc phải thay. Chút xíu mình sẽ thay. Bây giờ các bạn chờ xíu để mình đang khẳng định cái nhông này. Thực ra thì mình làm nghề cũng lâu rồi nhưng mà cái nhông khi nhìn bằng mắt thường mình cũng khó phân biệt được cái nhông nhông nào là nhông nhông của nó lắm. Để mình kiếm cái nhông khác. Mình kiểm tra thử. Đây. Đây là mình có cái nhông từ cái cụm sấy của HB1102 đây các bạn. Thì mình thấy là mình so đây thì nó giống nhau đó các bạn, chả khác gì cả. Thế răng, mình so răng thì nó cũng giống nhau. Vậy là chứng tỏ cái nhông này cũng không sao cả. Nhông này cũng đúng của nó các bạn nhé, trục ép này cũng đúng của nó. Trục ép thì đúng rồi đó. Đó, nhông thì mình so thì đều bằng nhau này. Nhông mình so thì đều bằng nhau. Đó, kích thước bằng nhau. Cần thiết thì mình tháo ra mình gắn thử luôn các bạn này. Mình tháo rồi mình gắn thử luôn này. Đó, các bạn thấy không? Thế là đều thôi, chả có gì cả. Bằng mắt thường mình nhìn thấy nó đều, to bằng nhau. Và các cái bánh răng thì mình thấy nó cũng bằng nhau. Rồi, thôi bây giờ mình ráp thử lại nhé. Mà trước khi ráp thì mình thay bao lụa. Thì nào bây giờ mình báo ráp thay bao lụa rồi. Bây giờ mình phải thay bao lụa cái đã. Rồi, vệ sinh.
Các bạn xem video thì cố gắng ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé, để theo dõi những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Nói Yên Vũ Giang. Và hơn nữa, các bạn thả cho mình quả tim trong phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vệ sinh sạch sẽ cái kèo ở dưới cái thanh nhiệt đi này, nó có cái kèo nó dán vào đây này. Các bạn cạo cho sạch đi cho mình. Đó. Cố gắng cạo sạch cái kèo đi nhé. Và thứ hai nữa, cái kèo nó dán ở chỗ này các bạn này, dán cho con sò nhiệt đây này, các bạn phải cạo sạch đi nhé. Chứ các bạn mà không cạo sạch đi mà các bạn cố tình các bạn để đánh vào ấy, là đảm bảo với các bạn in ra có thể xảy ra tình trạng bị sống mực đó. Sống mực ở đây không phải sống mực từng chỗ đâu, mà sống mực nguyên trang giấy đó, hoặc là sống mực nguyên phần giữa đó. Rồi, thay bao nhiêu lụa thì mình có nhiều video rồi, vậy nên là cái video này mình sẽ làm nhanh thôi, chứ mình không có chỉ kỹ quá nhiều về vấn đề thay bao lụa các bạn nhé. Cái bao lụa giờ mình sẽ tra mỡ, công đoạn này mình sẽ làm nhanh thôi các bạn. Thì mục đích của video của mình đây là kiểm tra để xử lý cái tiếng kêu là chính thôi. Còn cái vấn đề là bản in bị sống mực một chút, một phần là do cái bao lụa nó bị rách, bao lụa nó bị hỏng dính keo, thì cái đó thì là phụ thôi các bạn. Rồi, mình tra mỡ như đầy đủ rồi. Rồi, đi dây lại cho nó ngay ngắn đúng cái vị trí, tháo ra làm sao thì đi dây vào cho nó đúng. Nói chung là qua kiểm tra sơ bộ thì mình thấy cái tiếng kêu đó nó phát ra thì gần như là nó không liên quan gì tới cái cụm sấy này, từ bao lụa cho tới từ thanh, từ trục ép cho tới nhông các thứ thì mình thấy là nó bình thường các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ ráp vào và mình sẽ gắn vào máy để mình kiểm tra lại. Rồi, mình xoay thử các bạn này. Mình xoy thấy rất là đều bình thường các bạn thấy nhé. Mình xoay rất là đều bình thường, không cảm giác bị cấn, bị cái gì hết á. Đó, mình xoay mình cảm giác rất là bình thường. Rồi. Kể cả lúc mình chưa thay bao lụa thì mình xoay mình cảm giác rất là bình thường. Mình phải dùng con ốc bắt sắt để mình bắt, chứ không nên dùng ốc bắt nhựa để bắt vào vị trí bắt của ốc bắt sắt các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ ráp vào máy này. Ráp vào thì mình thấy là các cái vị trí tiếp xúc nhông cái thứ thì nó rất là đều và không có độ kênh.
các bạn thông cảm nhé, video cũng sẽ có lẽ là hơi dài đó, nhưng mà thôi, đôi khi mình gặp những cái lỗi nó hơi hơi quá đáng một xíu thì đôi khi mình phải chấp nhận, mình phải để cho các bạn cùng trải nghiệm cùng với mình, để cùng từng công đoạn mình kiểm tra và mình làm, chứ mình cũng không có muốn cắt cái xén rồi sau các bạn cũng không biết được là nó do đâu. Các bạn cứ thực hiện là gắn tất cả các đầu giác lại thôi, gắn cho nó ngay ngắn đàng hoàng là được rồi. Cái công đoạn này thực ra thì mình không có muốn chỉ nhiều vì có rất là nhiều video được các bạn tháo ráp sửa chữa rồi, cho nên là mình sẽ làm nhanh những công đoạn này các bạn nhé, chứ không mất công là nó dài dòng. Rồi, mình chưa gắn bo đâu, mình cứ để vậy thôi. Mình sẽ cắm điện. Trước khi cắm điện thì mình sẽ kiểm tra xem là cái này nó người ta bỏ mất cái chốt của quang rồi. Mình sẽ cài cái đóng mở cửa này để mình đóng cái tháp này xuống, chứ không là máy nó không khởi động. Đó, bây giờ mình sẽ cắm điện để từ phía này, mình quay từ phía này các bạn xem nhé, để coi cái tiếng kêu của nó nhé. Bây giờ mình sẽ bật nguồn các bạn này. Bật nguồn này. Ồ, bây giờ là êm các bạn này. Bây giờ là êm rồi. Ủa sao ngộ vậy ta? Bây giờ là êm rồi này. Bây giờ là không còn tiếng kêu như trước nữa này. Mình tắt điện bật lại thử nhé. Rồi, tắt điện bật lại thử này. Không biết là do cái nhông này à? Ờ, êm rồi các bạn này. Như vậy là mình biết ok rồi đó. Vì nghe tiếng kêu êm như vậy, không có gừng được kêu rồi, là êm rồi. Không biết do nhông rồi các bạn. Bây giờ mình gắn lại thử nhông này một xíu các bạn nhé. Mình sẽ thử gắn lại cái nhông này thôi, để nghe tiếng kêu nhé. Thì cái máy này không biết nó có kỹ thuật nào trước đó đụng vào hay chưa nữa. Vì có nhiều các loại nhông nó cũng tương tự nhau, rất là nhìn chung là rất là khó phán đoán. Có nhiều cái bộ sấy mà nhông của nó thì nó cũng gần như nó cũng kiểu nó cũng tương đồng với nhau ấy. Nãy bằng mắt thường của mình thì mình nhìn thì mình thấy kiểu dáng nó y nhau, không khác cái gì. Không biết là do nhông ta. Đôi khi nó chỉ hơn nhau một cái bánh răng thôi. Ví dụ nhông này thì 10 bánh răng mà nhông kia thì có khoảng cỡ 9 bánh răng ấy, hoặc 11 bánh răng ấy. Thì nó có thể nó cũng gây ra tiếng kêu, nó bị trượt nhông đấy các bạn. Nó bắt nhông không có đúng á. Vì thiết kế nó phải đúng. Cái vòng quay của nó, các bánh răng nó truyền đến nhau là phải đúng số lượng nhông. Nhưng mà một anh thì nhiều nhông quá hoặc là ít nhông quá thì có khả năng nó bắt nhông cũng xảy ra lỗi. Rồi, mình rút cái nhông ra. Bây giờ mình so lại thử các bạn nhé. Mình so lại thử hai cái nhông này cái nhé. Thì mình thấy nó lại đều nhau các bạn. Nó quái vậy chứ nè. Ừ, mình thấy rất là đều nhau các bạn nhé. Đó, mình thấy cái chiều hai cái nào bán kính bằng nhau này. Cái nhông mình so qua mình thấy là nó cũng theo kiểu đều nhau. Nhưng mà thực tế cái nhông thì đôi khi phải đếm, chứ còn bằng mắt thường mình nhìn thì hơi khó. Nhưng bây giờ mình sẽ gắn thử lại cái nhông của nó này, cái nhông đầu của nó này. Cái nhông thì phải đếm mới biết được. Chứ so bình thường nó khiến chỉ hơn nhau một cái nhông thôi thì nó rất là khó để xác định. Hơn nhiều nhông thì còn biết được, chứ hơn một nhông không thể biết được đâu. Phải đếm mới biết được. Ừ, nhưng mà cái nhông này cảm giác cắn hơi hơi nặng tay hơn cái nhông kia. Mình cảm giác cắn cái nhông này hơi nặng tay hơn đấy. Rồi bây giờ mình bắt ốc thử này. Rồi mình để ở đây. Bây giờ mình gắn dây đại vào đi các bạn nhé. Mình gắn đại dây vào đi. Chứ mình chưa cần phải quan đẹp trọng đẹp hay xấu nữa. Mình gắn đại vào đi vì đằng nào nếu nó không được thì mình lại tháo ra tiếp mà. Vậy nên mình gắn đại thôi. Rồi, bây giờ cắm điện các bạn này. Bật nguồn này. Rồi rồi. Chắc chắn là do nhông rồi các bạn. Phải là cái nhông này sai rồi. Nhông này không phải của nó rồi. Đó các bạn thấy chưa? Gắn vào nó bị lỗi ngay. Là nó bị kêu ngay. Đó, vậy là nguyên nhân là do cái nhông này rồi. Đúng, thực sự là mình cũng ít ngờ tới cái nhông này. Tất nhiên là có thì có đấy, nhiều máy cũng gặp tình trạng là gắn lộn nhông chỉ bình thường thôi, nhưng mà máy khách hàng thì mang tới đây thì mình không nghĩ là trước đó đã có người sửa.
Nhưng mà thấy vô lý các bạn thấy không? Máy khách hàng nếu trước đó đang xài chắc nó phải xài bình thường rồi. Nếu có mang đi sửa sửa được hay không sửa được thôi, chứ tại sao lại sang dông là sao? Chứ cái dòng này nếu như mà nó theo cái máy này từ đầu đến giờ thì làm sao khách hàng xài được, các bạn thấy không? Có hiểu vấn đề không? Và là trước đó đã có kỹ thuật động vào làm cái gì mình không biết, có thể là báo giá sửa chữa gì mình không biết, nhưng mà khả năng là bị thay nhông không đúng nhông cho khách rồi, vô tình hay cố ý mình không biết nữa, nhưng mà thay không đúng nhông cho khách các bạn nhé. Vậy là máy này đã có người đụng vô sửa rồi, mình đảm bảo các bạn. Rồi bây giờ mình gắn lại cái nhông của nó, công đoạn ráp vào thôi, mình không quay nữa các bạn nhé. Rồi mình đã ráp lại cái nhôm cũ của nó và mình gắn bộ sấy vào rồi. Bây giờ mình sẽ ráp cái nắp trên này vào để mình in thử luôn các bạn nhé, xem cho nó in thực tế luôn. Rồi đóng nắp này thì nó dễ dàng in hơn. Cắm điện này, bỏ giấy đồ này, bật nguồn các bạn nhé. Đóng mở lắp 5 lần này. Đó bây giờ tiếng kêu êm nữa các bạn thấy không? Không còn tiếng kêu cạch như lúc đầu nữa. 1 2 3 4 5. Rồi ok rồi các bạn, quay rất là êm. Quay rất là êm và bản in đẹp rồi các bạn thấy không? Nó không còn sống mực nữa, bản in rất là đẹp rồi này, không còn tình trạng sống mực nữa, nó bản in rất là đẹp. Thực ra nếu như mà chỉ để sửa cái tiếng kêu đấy không á, thì mình cũng không cần thiết phải tháo bằng cái bộ sấy ra các bạn. Nếu như mà chỉ để sửa cái tiếng kêu mà cạch 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 ấy, thì nói thẳng với các bạn là mình cũng không cần phải tháo nguyên cả cái, nghĩa là không không cần phải tháo bằng cả cái bộ sấy này ra, cái là bộ sấy vẫn phải tháo ra rồi, nhưng mà không cần phải tháo cả cái phần bao lụa với thanh nhiệt ra làm gì cả. Để chỉ các bạn cái bạc làm gì cả, mục đích là đằng nào mình cũng phải thay bao lụa thì mình vẫn phải tháo ra. Cái thứ hai nữa là mình cũng muốn tháo cái bạc ra để mình chỉ cho các bạn biết là bạc như thế nào là còn tốt, vì có rất là nhiều trường hợp, không phải chỉ máy này và rất nhiều máy khác nha các bạn, cái bạc là nó mòn quá, cái bạc là nó mòn quá này, đến lúc á, là khi cái bạc nó mòn quá là tự động nó sẽ bị đẩy cái trục ép này về sau này, vì khi nó mòn thì nó tự động tụt cái trục ép về sau thôi, dẫn đến cái việc nó tiếp xúc cái nhông của trục ép với cái nhông của máy này, nó tiếp xúc không tốt với nhau đó các bạn, nó sẽ bị trượt nhông và nó cũng gây ra tiếng kêu y chang như vậy. Thực tế bằng mắt thường của mình nhìn thì mình thấy trục cái bạc còn ok, và khi mình tháo cụm sấy ra mình xoay thử cái trục ép và cái bao lụa, mình thấy bao lụa là bình thường thì mình cũng nói rõ các bạn, mình thấy trục ép rất là bình thường, bao lụa bình thường, nhưng mà mình vẫn phải tháo ra, mục đích là để chỉ cho các bạn các cái thành phần có thể gây ra tiếng kêu, có thể trường hợp cái máy này nó không phải là như vậy, nhưng đối với máy khác có thể nó sẽ bị hư cái hai cái bạc hai bên này, vì cái bạc xài lâu ngày nó mòn quá và nó gây ra tình trạng cái nhông này nó sẽ tiếp xúc với cái nhông trong máy này, nó không có bắt nhông được với nhau, nó bắt bị xa nhau ra đấy, thay vì trước nó bắt nhau như vậy nhưng sau này nó bắt nó chạm như vậy thôi, nên thì có thể nó trượt nhông đấy các bạn, nó cũng gây tiếng kêu các bạn nhé. Còn đối với máy này thì là có khả năng trước đó người kỹ thuật người ta đã gắn cái nhông này không đúng. Đó, người ta gắn nhông này không đúng. Cái nhông này của máy nào thì mình không biết. Mình so thử cái bán kính đường kính thì mình thấy nó bằng nhau đấy. Và mình nhìn sơ cho cái nhông, cái bánh răng ấy thì mình thấy nó có vẻ nó cũng tương đồng. Nhưng thực tế với các bạn, cái nhông nó nhiều lắm, rất là nhiều nhông, mấy chục cái bánh răng đây. Thì nếu các bạn muốn biết chính xác, các bạn phải đếm từ cái nhông một thì các bạn mới biết được chính xác. Còn như nãy giờ mình không có thời gian mình đếm. Và mình đã thay thử thì nguyên nhân gây ra tiếng kêu là do nhông sai. Còn cái vấn đề sống mực là do cái bao lụa kia, thì cái đó thì quá đơn giản rồi. Và bây giờ mình sẽ ráp lại nguyên vẹn lại cái vỏ lại. Bạn nào để cho nó trọn vẹn cái video, bạn nào mà chưa biết cách tháo ráp thì chưa biết cách ráp thì có thể làm theo mình. Còn video nãy giờ coi như là xong rồi đấy các bạn. Đây, các bạn phải rút cái chốt này lên cho mình. Khi các bạn mở máy khi các bạn tháo nắp xuống cái chốt này sẽ nằm ở dưới. Các bạn kéo lên sớm đi. Chứ các bạn mà ráp vỏ vào rồi các bạn mới kéo thì các bạn sẽ rất là khó lấy đấy. Nói chung là đấy là đối với các bạn kỹ thuật, đối với các bạn người dùng bình thường vậy thôi, chứ còn đối với bạn kỹ thuật thì các bạn lấy cũng lẹ lắm, nhưng mình lấy thì không thành vấn đề. Rồi bây giờ mình sẽ ráp nhanh để cho nó trọn vẹn cái video, và cũng để cho các bạn nào theo kiểu như là khách hàng mới ấy, thì các bạn cũng có thể là biết cách tháo ráp.
Rồi, gắn cái bo. Để mình làm mấy con ốc nữa vì máy này thiếu ốc. Rồi. Bắt ốc cho nó đầy đủ. Đó, cái hậu quả của cái việc bắt ốc không đúng ấy, là cái vấn đề gen nó sẽ bị sai các bạn. Bây giờ bắt ốc này vào rất là khó đây này. Nó bị hỏng cái gen này các bạn. Rồi, cắn cái dây cáp kết nối cho cái bo cọc master, hay còn gọi bo USB, ráp nắp vô. Cái nắp này khi ráp vô các bạn để ý, các bạn phải kéo cái này lên cho mình. Các bạn mà không kéo lên các bạn đẩy vô là gãy cái tai chỗ này các bạn này. Đó, các bạn kéo nắp lên cho mình rồi. Cài cái phần bằng tai đằng trước này cho vào đúng vị trí, sau các bạn thì đẩy mạnh vô thôi, sau rồi ấn nó xuống. Đó, xong. Tiếp theo cái nắp bên này. Cài đằng trước này trước. Giống như bên kia, đằng sau. Bóp mạnh là nó vào. Rồi, tới phần này. Tới cái phần này thì mình chỉ các bạn này, mình chia sẻ với các bạn một chút xíu kinh nghiệm này. Khi các bạn ráp cái vỏ phần trước này này, cái này là mình chia sẻ này. Có nhiều các bạn khi ráp rồi xong rồi nó cứ sụp sạch cái này, nó sụp sạch cái này. Đó, ví dụ bây giờ mình ráp nhé, mình ráp thì trước bạn xem này. Đó, mình ráp rồi này, mình đẩy rồi này, rồi đẩy rồi. Rồi, các bạn thấy không? Các bạn thấy sụp sạch không? Các bạn thấy không? Đó, nó nóng này, các cái dòng máy nhỏ nhỏ như vậy này, đó, sụp sạch này. Bây giờ mình chỉ các bạn một cách để các bạn chế cho nó sẽ cứng ngắc luôn, nó không sụp sạch nữa. Bây giờ mình sẽ tháo ra các bạn nhé. Cái này là kinh nghiệm mình chia sẻ thôi. Rất là nhiều bạn hay gặp cái trường hợp này. Các bạn khi các bạn tháo ra, các bạn làm vẫy cái tai chỗ này này, thì khi các bạn ráp vào là nó sẽ sụp sạch. Đó. Bây giờ rồi, làm sao để xử lý cái vấn đề sụp sạch đó? Thì đây, các bạn này, chỗ này nó có hai bên này, này, hai cái tai, hai cái nỗ này này. Các bạn được kìm vào, các bạn bẻ lên một xíu này, đó, bẻ lên một xíu thôi nhé, bẻ lên một xíu thôi. Rồi, cái phần dưới này thì mình bẻ lên, còn phần trên này mình ấn xuống, cái trên này mình ấn xuống này, đó, ấn xuống một xíu thôi, không ấn nhiều, ấn xuống một xíu thôi, đó, một xíu thôi nha, mình nói một xíu nha. Các bạn ấn nhiều quá các bạn ráp không được đâu đó. Cái phần dưới này các bạn bẻ lên một xíu, còn cái phần trên này các bạn ấn xuống một xíu. Các bạn hiểu ý mình chưa? Rồi, bây giờ mình ráp vào này. Thì bây giờ các bạn phải bóp mạnh một xíu nó vào nhé, vì khi mình đã bẻ lên như vậy rồi nó sẽ hơi khó vào. Bóp mạnh vào, các bạn để nguyên, các bạn bóp vào này, đó, bóp vào này, đó, bóp xong, bỏ tay ra đi, bóp này, đó, rồi các bạn giữ chặt đấy, trên này các bạn giữ thật chặt đấy nhé, rồi dưới này các bạn đẩy vô, đó, các bạn thấy không, bây giờ cứng ngắc chưa, cứng ngắc luôn, không có sụp sạch nữa, các bạn thấy không, đó là kinh nghiệm mình chia sẻ, rồi xong, bây giờ mình sẽ cắm điện vào. Bắt hai con ốc đi. Rồi, cắm điện. Bật nguồn. Cài cái tai này vào. Vào giấy vô. Đóng mở nắp 5 lần. Chờ máy in ra. Rồi, bản in bình thường đẹp. Như vậy là ok rồi các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình này nãy giờ. Các bạn thấy video hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và đăng ký kênh và thả cho mình quả tim trong phần bình luận nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.